Vượt tiền xe ôm. Bé An ở nhà chịu khó học nhé. Ba đi làm đây. Ba ơi, hôm nay là cuối tuần mà ba cũng đi làm sao? Công việc của ba làm gì có cuối tuần chứ. Thôi, ba đi làm đây. Dạ, con chào ba ạ. Ba ơi, ba đi làm cẩn thận nha. Ừ, ba nhớ rồi. Hôm nay là sinh nhật con bé. Hy vọng là mình sẽ có nhiều khách để mua cho con bộ váy mới. Đã hứa với nó nhiều lần rồi mà chưa làm được. Giá mà, mình khá giả hơn để bù đắp cho cái An. Rõ khổ, nó đã thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ. Chị ơi, chị đi đâu để tôi chở? Dạ, vậy thì tốt quá. Xin anh chở tôi về số 15, đường Thanh Bình với ạ. Mời chị lên xe. Chị làm sao mà phải băng bó chân thế kia? Tôi bị tai nạn lao động. Tôi làm phụ hồ bị ngã giàn giáo anh à. May mà chỉ bị rạn xương thôi. Phụ nữ như chị mà làm cái nghề cực nhọc ấy làm gì? Khổ. Trước kia khi chồng tôi khỏe mạnh thì anh ấy làm phụ hồ, tôi chỉ ve chai đồng nát thôi. Giờ anh ấy ốm, hai đứa con còn nhỏ, tôi phải làm thay anh ấy, kiếm chút tiền về lo cho gia đình nữa. Mà anh đi nhanh giúp tôi đi, ở nhà chắc chồng con tôi đang lo sốt ruột lắm đó. Tôi biết chị đang vội, nhưng đi nhanh quá không an toàn đâu chị à. Nhà chị ở trong ngõ đó hả? Đó là nhà vợ chồng tôi thuê thôi anh à. Chúng tôi đều từ quê lên cả mà. Mỗi cây mỗi hoa, chị hãy mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ sớm qua thôi mà. Đến nơi rồi chị à. Cảm ơn anh, tiền xe ôm của tôi hết bao nhiêu vậy? Dạ, của chị hết 80.000 ạ. Thôi chị à, tôi không lấy tiền của chị đâu. Chị mau về với các cháu đi. Không được, anh cũng cần tiền để nuôi vợ con chứ. Anh làm thế tôi áy náy lắm. Chị không phải lo cho tôi đâu. Ngoài chị ra tôi còn chở thêm nhiều khách khác nữa mà. So với chị thì tôi may mắn hơn nhiều. Anh làm vậy tôi thấy khó nghĩ quá. Thôi anh cứ cầm lấy cho tôi vui lòng nha. Tôi nói rồi, số tiền này tôi biếu chị mà. Chị không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Cậu ấy có lòng tốt vậy thì chị cứ nhận đi, không phải ngại đâu. À, chú có bận gì không? Chở tôi đến tập đoàn Toàn Phát đi. Dạ dạ, mời bác lên xe ạ. Chị không phải suy nghĩ nhiều đâu. Thôi, tôi đi chở khách đây nha. Vậy tôi cảm ơn anh lần nữa nha. May quá, vừa chở khách xong thì lại gặp bác đó. Phải nói là tôi gặp may thì đúng hơn. Định bắt xe thì gặp được chú mới đúng chứ. Của tôi hết bao nhiêu tiền tôi gửi? Dạ, của bác hết 120.000 đồng ạ. Đây, chú cho tôi gửi. Bác ơi, bác có tiền lẻ không? 200.000 này bao gồm 120.000 tiền công chú chở tôi, cộng với 80.000 tiền công chú chở người phụ nữ ấy. Thế này, tôi không nhận đâu, tôi chỉ nhận đúng số tiền được nhận thôi ạ. Chú đừng có ngại, tôi đã được nghe câu chuyện của chú với người phụ nữ ấy rồi. Vẫn câu nói cũ, so với chú thì tôi may mắn hơn nhiều. Bác... Thôi, tôi vào đây. Chúc chú một ngày làm việc hiệu quả nha. Cảm ơn bác. Nơi trái tim ở lại.
cả. Anh vào ăn sáng đi, rồi hãy đi làm. Thôi, anh không ăn đâu. Nay có cuộc họp sớm, anh phải đi đây. Lúc nào cũng thấy anh bận rộn thế. Mà tối nay sinh nhật bé Rose đó, anh về sớm nha. Biết rồi, em nói nhiều thế. Ừ, giám đốc nói sao ạ? Bên đối tác họ đồng ý ký hợp đồng với mình 3 năm rồi ạ. Ừ, tất cả là công của cậu đó, chắc chuẩn bị nói cả phòng tối đi liên hoan nha. Dạ, ok sếp ạ. Vô, vô, vô. Thôi chết, mình quên mất sinh nhật con bé rồi. Sao cô ấy không gọi cho mình chứ? Ê, trời ơi, chết rồi. Điện thoại mình để rung không biết. Anh đi đâu mà gọi mãi không được thế? Có biết là con bé mong chờ anh như thế nào hay không? Thì anh có việc bận đột xuất mà. Anh thì lúc nào chả bận. Có lúc nào anh dành thời gian rảnh cho vợ con không? Có mỗi sinh nhật thôi mà em làm gì to tát vậy? Không tổ chức được hôm nay thì hôm khác anh sẽ bù cho con bữa tiệc to hơn. Anh nói thế mà nghe được à? Không chỉ mỗi hôm nay thôi đâu, ngày nào anh cũng viện cớ bận công việc, đi sớm về muộn, gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Sinh nhật của tôi anh không về cũng được, nhưng còn con gái của anh cũng có thèm quan tâm gì đâu. Anh nghĩ lại xem, anh hứa cho con đi công viên bao nhiêu lần rồi, anh có thực hiện chưa? Thế thì anh đòi bù kiểu gì bây giờ? Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Sao cô cứ lạo bạo mãi thế? Tôi không thể chịu được. Nếu như cứ sống như thế này mãi, tốt nhất là ly hôn luôn đi. Cô, alo. Này có lên công ty không anh? Đang có kèo đi massage xong hơi nè. Không em, anh vừa lập công nên sếp cho nghỉ 2 ngày xả hơi, anh ở nhà thôi. Ờ, vâng, thế anh nghỉ đi nha. Em ơi, con gái ơi, hai mẹ con đi đâu mà không thấy tiếng ta? Anh gọi điện cho tôi làm gì? Anh không cần tìm mẹ con của tôi đâu. Lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại chứ gì. Thôi về đi, hôm nay anh được nghỉ đó. Đơn ly hôn tôi viết sẵn để ở trong phòng á, anh ký đi. Ờ, ơ kìa, cô ấy viết đơn ly hôn thật sao? Đúng là đàn bà lắm chuyện, lần nào cãi nhau cũng bỏ về nhà ngoại mấy ngày xong lại tự động về, lần này lại làm đơn cơ đấy. Được ngày nghỉ thì hãm thế. Được rồi, cô về ngoại thì tôi cũng về nội luôn. Sao hôm nay lại về thăm bố mẹ đột xuất vậy? Mà vợ với con của con đâu? Sao chúng nó không về cùng? Nhà con vẫn phải đi làm mà mẹ. Bé Rose thì đi học. Nay con được nghỉ nên tranh thủ về thăm bố mẹ luôn. Không phải hai đứa lại cãi nhau nữa đó chứ? Làm gì có chuyện đó chứ. Mẹ cứ đa nghi. Tôi là tôi nghi anh lắm. Chứ anh có bao giờ tự nhiên nhớ đến bố mẹ như thế này đâu. Mẹ đúng là... bà bố của con đâu rồi ạ? Ông ấy chạy ù ra siêu thị mua ít thức ăn á mà. Cũng vừa mới đi thôi à. Alo, ông đó hả? Rồi, tôi biết rồi mà. Bố của con gọi. Ông ấy bảo vừa đun ấm trà gần ở trên bếp, dặn mẹ uống luôn, không lại nguội mất. Bố mẹ tình cảm thế. Bà mẹ bị sao mà uống trà gừng ạ? Sáng giờ bụng no cứ âm ỉ đau ấy mà, uống vào cho ấm bụng á. Rồi rồi mà, tôi biết rồi.
ông ấy lại gọi nữa, bảo mua được một ít thịt bò tươi ngon lắm, về làm món bít tết cho mẹ ăn. Có thế mà cũng phải gọi, đằng nào lát bố cũng về mà, đi có tí mà gọi suốt. Con chẳng hiểu cái gì cả, đó là do bố của con luôn hướng về mẹ, về căn nhà này, cho nên đi đâu ông ấy cũng gọi về cho mẹ như vậy. Việc nhà dù lớn hay nhỏ, bố của con đều quan tâm, dù bận đến đâu, ông ấy cũng dành thời gian nghĩ đến mẹ. Nhưng gọi nhiều như thế, mẹ không thấy phiền hay sao? Trời ơi, sao lại phiền chứ? Mẹ chỉ thấy hạnh phúc thôi à. Ba con gọi điện nhiều lần cho mẹ là tạo sự liên kết và chia sẻ giữa hai người, chứ không phải để làm phiền mẹ đâu. Chính sự liên kết mỗi ngày đó đã giúp ba mẹ ở với nhau cho đến bây giờ đó con à. Chắc này, đàn ông á không phải chỉ đi kiếm tiền rồi mang tiền về nhà là đủ đâu con. Con cũng phải để tâm, để lòng vào gia đình, vào căn nhà của mình. Có như thế mới hạnh phúc được đó con. Những gì con không vun đắp và tạo sự liên kết, chia sẻ mỗi ngày, dần dần sẽ nguội lạnh từ lúc nào mà con không hay đấy. Ê, trời ơi, anh đang bận, gọi gì lắm thế? Anh này, mai chủ nhật, vợ chồng mình đưa con đi chơi nha. Có ngày chủ nhật được nghỉ, em tha cho anh được không? Anh chỉ muốn ngủ thôi, không muốn đi đâu hết. Anh nói thế mà nghe được à? Không chỉ mỗi hôm nay thôi đâu, ngày nào anh cũng viện cớ bận công việc đi sớm về muộn. Gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Sinh nhật của tôi anh không về cũng được, nhưng còn con gái của anh cũng có thèm quan tâm nó đâu. Anh nghĩ lại xem, anh hứa cho con đi công viên bao nhiêu lần rồi, anh có thực hiện hay chưa? Thôi mẹ ơi, con nhớ ra là có việc đột xuất phải đi. Mẹ gửi lời chào bố giúp con nha. Kìa con à, ở lại ăn cơm đã chứ. Thôi, để khi khác mẹ nha, con phải đi luôn đây. Nè, cái thằng này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Kìa, mẹ đi. Anh còn đến đây làm gì? Đơn ly hôn tôi ký sẵn để ở nhà rồi, anh cứ thế mà ký vào đi. Mary à, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi mà, em đừng giận anh nữa được không? Anh vừa nói gì? Anh xin lỗi à? Trước giờ mỗi lần em giận bỏ về nhà mẹ, anh chưa bao giờ xin lỗi em đúng không? Lần này thì anh biết lỗi thật rồi. Anh biết anh đã vô tâm, không nghĩ đến em và con. Anh cứ tưởng rằng chỉ ra ngoài kiếm tiền thôi là xong, mà không quan tâm, không dành thời gian cho gia đình mình. Anh sai thật rồi. Về nhà với anh nha. Từ nay anh sẽ để gia đình trong tim, không bao giờ bỏ rơi em và con nữa đâu. Chọn vợ hay chọn bồ? Sếp à, em xin lỗi, em đang vội quá cho nên... Không sao đâu. Cô Selena ở phòng kinh doanh phải không? Dạ vâng ạ, em là Selena. Em mới vào công ty mình làm được hơn 10 ngày rồi. Em xin lỗi sếp nha. Không sao đâu, cô vội thì đi đi. Cậu chờ tớ lâu chưa? Tớ cũng đến một lúc rồi, bọn mình đi ăn thôi nào. Selena này, ban nãy tớ thấy cậu hình như cố tình đâm vào cái anh đẹp trai lúc nãy ở sảnh tòa nhà đúng không? Làm gì có, tại tớ đang nghĩ vẩn vơ nên mới đụng phải chứ bộ. Tớ
tớ là bạn thân của cậu mà, có gì phải giấu. Cậu thích anh chàng đó hả? Cũng thích. Nhưng mà tớ không có cửa đâu. Đó là giám đốc công ty của tớ đó. Vừa tài giỏi lại phong độ. Trời, giám đốc thì làm sao lại không có cửa? Hay là anh ấy có người yêu rồi hả? Anh ấy có gia đình rồi, một vợ và hai con. Trời, thế thì cậu phải tránh xa ra nha. Sao còn thả thính làm gì? Tớ chỉ thử xem thế nào thôi mà. Giá như anh ấy chưa có gia đình thì... Nè, cậu đang nghĩ gì vậy? Không được nghĩ linh tinh nha chưa? Trời, cậu đi ăn với tớ mà vẫn mặc quần áo bác sĩ hả? À, hôm nay có một ca mổ. Xong việc là vội chạy tới chỗ của cậu luôn, quên cả thay đồ nè. Bác sĩ gì mà cậu thả thế? Có khi nào cậu phụ mổ mà quên bông gạc trong người bệnh nhân luôn hay không? Nếu bệnh nhân là cậu thì có thể tớ sẽ quên đó. Đáng đời kẻ hay trêu chọc bạn bè. À, chị Selena, sếp nhắn là sáng nay chị chuẩn bị tài liệu để lát nữa đi gặp đối tác cùng sếp đó ạ. À, vậy hả? Chị sẽ chuẩn bị ngay. Cà vạt của anh bị lệch rồi, để em chỉnh lại cho ha. À, vậy à? Cảm ơn em. Gặp đối tác xong, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nha. Dạ vâng, mấy khi được đi ăn cùng với sếp ạ. Anh tò mò chút, xinh đẹp như em, chắc là có bạn trai rồi phải không? Trông vậy thôi, chứ em làm gì có ai. Thế còn anh, chị nhà chắc là xinh đẹp và tuyệt vời lắm, mới giữ chân được người đàn ông điển trai và tài giỏi như anh đúng không? Thực ra thì anh và vợ anh không hợp nhau. Anh cưới cô ấy cũng là vì mong muốn của gia đình thôi, chứ anh không có tình cảm. Hả? Thật vậy à? Giả như... À mà thôi, chúng ta không nên nhắc tới chuyện đó. Nếu Selena không thấy phiền, thỉnh thoảng anh có thể mời em đi ăn được không? Thế thì còn gì bằng ạ? Ba tháng sau. Hả? Cậu nói sao? Cậu và anh giám đốc đó đã yêu nhau rồi à? Sao cậu phải kinh ngạc quá vậy? Tớ không được như thế à? Nhưng anh ấy là đàn ông có vợ rồi mà. Anh ấy nói họ không hề hạnh phúc. Anh ấy cưới vợ chỉ vì gia đình bố mẹ anh ấy mà thôi. Còn không có tình cảm gì với chị ta nữa kìa. Cho dù là thế thì cậu hãy chờ anh ấy ly hôn trước đã. Đằng này danh chính ngôn thuận, anh ấy vẫn là người có gia đình. Anh ấy rất yêu tớ, và anh ấy sẽ ly hôn với vợ để cưới tớ. Sẽ không lâu nữa đâu, cậu cứ chờ mà xem đi. Lần sau em đừng gọi điện cho anh vào buổi tối nha. Anh không tiện nghe điện đâu. Vì sao vậy hả? Anh nói đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn rồi mà. Vậy thì còn sợ gì mà không dám công khai chuyện của chúng ta? Dù sao thì anh và cô ta cũng chưa ly hôn. Nếu biết chuyện giữa anh và em, có thể sẽ bất lợi cho anh khi ra tòa. Cũng phải. Thôi được, em sẽ để ý hơn. Vợ của Jimmy đã biết tất cả và muốn gặp cậu ngay à? Ừ, đúng thế. Chị ta đã nhắn địa chỉ gặp rồi. Cậu đi cùng với tớ nha. Tớ không sợ gì chị ta cả. Tớ chỉ lo nhỡ đâu chị ta nổi cơn điên lên mà làm gì đó với tớ
thì tớ sợ. Cậu nói chị ta là tiến sĩ khoa học có phải không? Chắc là sẽ cư xử đúng mực thôi. Cậu cứ đi gặp thử đi. Dù sao cậu cũng rõ hơn về tình cảm giữa chị ta và chồng mà. Ừ, tớ quá rõ tình cảm của vợ chồng họ rồi mà. Jimmy không hề yêu chị ta. Thôi được, để tớ đi cùng với cậu ha. Nhưng tớ sẽ ngồi ở bàn bên, coi như không quen biết gì nha. Anh là Jimmy có phải không? Vâng, vợ tôi sao rồi? Anh Jimmy à, anh không được vào trong. Chúng tôi vừa sơ cứu. Nhưng anh là người thân của ai trong hai người phụ nữ này? Chị Selena hay là chị Meg? Thật ra thì cả hai người đều là người thân của tôi. Hai bệnh nhân này đều cần mổ cấp cứu mới có thể cứu sống được. Hiện tại bác sĩ của chúng tôi chỉ còn lại một người. Anh biết rằng toàn bộ bác sĩ của bệnh viện đang phải tập trung cho những bệnh nhân bị bệnh dịch. Vì vậy anh buộc phải chọn cứu một trong hai người. Trời ơi, nếu vậy hãy chuyển ngay một bệnh nhân sang bệnh viện khác cấp cứu. Tôi sẽ chịu tất cả chi phí. Không kịp nữa đâu. Tính mạng của họ đang tính bằng giây đó. Anh hãy mang quyết định và ký vào tờ giấy này đi. Anh quyết định nhanh lên, nếu không sẽ không thể cứu được cả hai người đâu. Thời gian rất gấp rồi. Làm ơn hãy cứu vợ tôi, cô Miss Nancy. Họ không sao hết, không có tai nạn nào cả. Chỉ là tôi muốn cho bạn tôi nhìn rõ bản chất thật sự của anh mà thôi. Làm ơn hãy cứu vợ của tôi. Anh nói với tôi rằng anh không hề yêu cô ta mà. Tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Cô Selena à, chẳng có người đàn ông nào lại nói với nhân tình rằng anh ta rất yêu thương vợ con đâu. Em và các con sẽ tạm thời chuyển về nhà bố mẹ em sống một thời gian. Anh xin lỗi, đó chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Em biết là anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em mà. Em thực sự rất sốc và tổn thương. Em không thể nào tiếp tục sống trong căn nhà của chúng ta được nữa. Anh sẽ chờ tới ngày em có thể tha thứ và cho anh quay trở về. Trời ơi, tôi thật là ngu ngốc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.